Chào mừng các bạn đến với bản tin Su-35S Nga phóng tên lửa sát thủ bầu trời bắn rơi máy bay Ukraine trên kênh ST News. Nga tuyên bố tiêm kích Su-35S của nước này bắn rơi máy bay Ukraine bằng vũ khí không đối không tầm xa mà giới quan sát cho là tên lửa sát thủ bầu trời A-37M. Bộ Quốc phòng Nga ngày 1 tháng 11 đăng một đoạn video ghi lại cảnh tiêm kích Su-35S và Su-30SM làm nhiệm vụ trong chiến dịch quân sự ở Ukraine. Nga thông báo rằng Su-35S đã bắn rơi một tiêm kích Ukraine chưa xác định loại, sử dụng tên lửa không đối không tầm xa. Theo chỉ thị từ sở chỉ huy, tôi đã làm nhiệm vụ tuần tra trên không và phát hiện một máy bay đối thủ. Tôi đã khóa mục tiêu, phóng tên lửa tầm xa. Tôi rời đi sau khi xác nhận mục tiêu đã bị bắn rơi, Alexander, một trong những phi công Su-35S, cho biết. Theo chuyên gia quân sự Vizender Thakur, dòng tên lửa mà Nga sử dụng dường như là A-37M. Ông Thakur đăng một bức ảnh chụp màn hình chiếc Su-35S xuất hiện trong đoạn video cho thấy tiêm kích này mang theo một tên lửa tầm xa A-37M, hai tên lửa tầm trung A-77-1, hai tên lửa tầm ngắn R-73. Ngoài ra, Su-35S cũng mang theo tên lửa không đối đất KS-31P có nhiệm vụ chống radar đối phương. Vì vậy, ông Thakur nhận định, chiếc Su-35S của Nga đã bắn ra A-37M vì đây là tên lửa tầm xa duy nhất có trên tiêm kích này khi nó được triển khai. Theo Eurasian Times, đây dường như là lần đầu tiên Su-35S được quan sát thấy mang theo tên lửa A-37M trong chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine. Ông Thakur nhận định, Nga gần đây dường như đã tăng cường sử dụng tên lửa tầm xa để tấn công mục tiêu ở Ukraine nhằm đảm bảo các tiêm kích giá trị cao của nước này nằm ngoài tầm của hệ thống phòng không của phía Kiev. Tên lửa tầm xa cho phép tiêm kích Nga bắn rơi máy bay Ukraine bay trong không phận được bảo vệ bằng lá chắn phòng thủ dày đặc. Su-35S và Su-30SM có nhiệm vụ bọc lót trên không cho các loại máy bay tấn công mặt đất tầm thấp như cường kích Su-25 và trực thăng tấn công. Ngoài ra, KS-31P trên Su-35S có thể phá hủy các radar phòng không của Ukraine được bật để theo dõi các phương tiện tấn công mặt đất của Nga. A-37M là tên lửa không đối không AAM tầm xa có khả năng tấn công các mục tiêu trên không tốc độ cao từ hơn 300 km. Nó được gọi là sát thủ trên không nhờ khả năng tấn công mục tiêu ấn tượng. Đây được xem là một trong những tên lửa không đối không tầm xa nhất thế giới. Nó có khả năng theo dõi mục tiêu thông qua hệ thống radar chủ động và bán chủ động. Điều này có nghĩa là một khi A-37M được phóng đi, nó sẽ độc lập hoàn toàn với phương tiện phóng. Tốc độ cao khiến cho tên lửa này có thể đánh chặn được cả mục tiêu tàng hình. Su-35 là máy bay tấn công đa nhiệm thuộc thế hệ 4++, được phát triển như là phiên bản nâng cấp của các máy bay chiến đấu Su-27. Máy bay có hai động cơ, tốc độ tối đa khoảng 2.500 km/h và có thể mang theo 8 tấn vũ khí. Máy bay được trang bị pháo 30mm cho các trận không chiến và có thể tích hợp nhiều loại tên lửa, bom cho nhiệm vụ tấn công mặt đất. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nhớ đăng ký kênh, chia sẻ để ủng hộ và cập nhật các video mới nhất từ kênh ST News.